Chiều ngày 10 tháng 1, Công an thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Năm 2023, lực lượng Công an thành phố Hội An đã nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các đối tượng, tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Trong năm, Công an thành phố Hội An đã điều tra làm rõ 54 trên 63 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 20 trên 22 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xác lập khám phá thành công 3 chuyên án, bắt 9 đối tượng. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố điều tra 14 vụ, 29 bị can. Trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã ra mắt 15 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 98 mô hình điểm chữa cháy công cộng, vượt chỉ tiêu đề ra. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an thành phố Hội An. 10 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tặng giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân. Trước đó, tập thể Công an thành phố Hội An đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.